Xin chào các em học sinh lớp 12 đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên tổ chức. Cô là Nguyễn Thị Thu Giang, giáo viên dạy môn ngữ văn của trường Trung học phổ thông Mỹ Hào. Cô chúc các em có nhiều những giờ học bổ ích trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Ai đó đã nói, có một thước đo để đánh giá một nhà văn lớn, ấy là anh ta đã đem đến thế giới này cách nhìn mới mẻ và sâu sắc như thế nào về con người và cuộc đời. Một lần sáng tác là một lần nghệ sĩ lặn lội với đời bằng cả tấm lòng tha thiết. Mỗi sáng tác là mỗi cơ hội để nhà văn giải tỏ một điều gì đó. Nhà văn Nguyễn Minh Châu thì từng nói, tôi không thể nào tưởng tượng nổi một nhà văn mà lại không mang nặng trong mình tình yêu cuộc sống và nhất là tình yêu thương con người. Tình yêu này của người nghệ sĩ vừa là một niềm hân hoan say mê, vừa là một nỗi đau đớn khắc khoải, một mối quan hoài thường trực về số phận, hạnh phúc của những người xung quanh. Nguyễn Minh Châu cũng còn khẳng định, thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu trong bể sâu tâm hồn con người, tìm kiếm những cái đẹp không lồ lộ phơi bày mà là những cái đẹp thấp thoáng ẩn hiện, những cái đẹp giữa lấm láp đời thường. Vậy trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, nỗi quan hoài ấy của ông được thể hiện như thế nào? Nhà văn đã tìm ra được những hạt ngọc nào ẩn giấu trong bể sâu tâm hồn con người? Và điều mà nhà văn muốn giải tỏ là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu truyện ngắn đặc sắc này. Đến với bài học hôm nay, cô muốn các em đạt được mục tiêu của bài học. Qua truyện ngắn, các em sẽ hiểu được quan niệm của nhà văn về mối quan hệ giữa cuộc đời và nghệ thuật, cách nhìn đời và nhìn người trong cuộc sống. Các em cũng thấy được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm và bước đầu nhận diện được một số đặc trưng cơ bản của văn xuôi Việt Nam sau năm 1975. Qua việc đọc hiểu truyện ngắn, cô cũng mong các em nâng cao được kỹ năng đọc hiểu truyện ngắn hiện đại. Đặc biệt, cô rất mong các em biết cảm thông với những người có số phận khổ đau, ngang trái. Các em thấu hiểu được rằng mỗi người trong cõi đời không thể đơn giản, sơ lược khi nhìn nhận cuộc sống và con người. Để đạt được những mục tiêu trên, các em sẽ trải qua 3 tiết học. Ở tiết học thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu chung về tác giả Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Trọng tâm của kiến thức, tiết học sẽ là phần đọc hiểu phần 1 của truyện. Trong tiết học, sau phần kiến thức sẽ là phần bài tập vận dụng. Bây giờ, cô trò mình sẽ bắt đầu vào bài học. Phần tìm hiểu chung tác giả Nguyễn Minh Châu, các em có thể xem sách giáo khoa phần tiểu dẫn. Ở đây, cô sẽ nhấn mạnh một số điểm. Nguyễn Minh Châu sinh năm 1930, mất năm 1989. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân ở làng Thơi, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1950, ông gia nhập quân đội rồi trở thành một nhà văn quân đội. Một nhà văn chiến sĩ luôn tâm huyết với nghề. Sau khoảng hơn 40 năm sáng tác, Nguyễn Minh Châu đã để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị. Hành trình sáng tạo của nhà văn, nếu chia thành giai đoạn thì có thể thấy hai giai đoạn rõ rệt. Trước thập kỷ 80 của thế kỷ trước, ông là ngòi bút sử thi có thiên hướng trữ tình lãng mạn. Từ đầu thập kỷ 80 đến khi mất, ông chuyển hẳn sang cảm hứng thế sự với những vấn đề đạo đức, triết lý, nhân sinh. Qua sáng tác, Nguyễn Minh Châu đã khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong lịch sử văn học dân tộc. Ông được xem là một trong những nhà văn có công đầu, đi tiên phong trong việc đổi mới văn học. Theo đánh giá của nhà văn Nguyên Ngọc, thì ông thuộc trong số những nhà văn mở đường, tinh anh và tài năng nhất của văn học ta hiện nay. Còn theo đánh giá của nhà văn Nguyễn Khải thì Nguyễn Minh Châu là người kế tục xuất sắc, là một trong những bậc thầy của nền văn xuôi Việt Nam và cũng là người mở đường rực rỡ cho những cây bút trẻ tài năng sau này. Vậy thì cái được gọi là mở đường đó của Nguyễn Minh Châu thực chất là cái gì? Chuyện của Nguyễn Minh Châu thể hiện sự cách tân đổi mới ở cả nội dung và nghệ thuật. Trong đó đáng chú ý là sự đổi mới trong quan niệm, trong cách nhìn về con người và cuộc đời. Con người trong quan niệm của Nguyễn Minh Châu không đơn giản, nhất phiến, xuôi chiều, mà con người rất phức tạp. Trong con người có cả rồng phượng lẫn rắn rết, có cả thiên thần và ác quỷ.
trong con người loang lổ trắng, đen, thiện, ác, tốt, xấu. Cuộc đời trong cách nhìn đa diện của Nguyễn Minh Châu cũng vậy. Cuộc đời không hề luôn đơn giản, xuôi chiều. Cuộc sống không mịn màng, trơn láng, mà có đầy vết nham nhở, sần sùi. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là đáng ngợi ca hay là đáng phê phán. Cuộc sống có cả niềm vui lẫn nỗi buồn, có cả niềm hạnh phúc lẫn những nỗi khổ đau. Đó là con người và cuộc sống của đời thường sau chiến tranh. Bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng trong tìm tòi sáng tạo nghệ thuật, Nguyễn Minh Châu đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học vào năm 2000. Đó là những kiến thức cơ bản về tác giả Nguyễn Minh Châu mà chúng ta cần lưu ý. Về phần tác phẩm, các em chú ý một số nội dung sau. Thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác. Ở cuối truyện, nhà văn có ghi tháng 8 năm 1983. Như vậy, hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn này khác với hai truyện ngắn các em được học gần đây là Rừng Sà Nu của Nguyễn Trung Thành và Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Hai truyện đó, một truyện được viết vào năm 1965, một truyện vào năm 1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt. Còn truyện này được ra đời vào năm 1983, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc, đất nước đã được hòa bình, độc lập, thống nhất. Cuộc sống muôn mặt đời thường sau chiến tranh đã trở lại. Trước đây, trong chiến tranh, có nhiều vấn đề của đời sống nhân sinh chúng ta tạm thời quên đi, tạm thời không chú ý, thì bây giờ nó quay lại vẹn nguyên. Có một câu hỏi lớn được đặt ra là, chiến tranh đã kết thúc, liệu cuộc đời có hết những đau thương? Chiếc thuyền ngoài xa là tác phẩm tiêu biểu cho xu hướng chung của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới, cũng là tác phẩm tiêu biểu cho chặng sáng tác thứ hai của Nguyễn Minh Châu. Chặng đường, nhà văn sẽ khai thác sâu sắc số phận cá nhân trong đời sống đời thường. Chặng đường mà Nguyễn Minh Châu sẽ không đi vào xây dựng hình ảnh những con người lý tưởng, con người anh hùng, con người hoàn hảo như trong chiến tranh nữa, mà là con người trong cuộc sống đời thường, bề bộn, phức tạp sau chiến tranh. Từ đó, tác giả đặt ra những triết lý nhân sinh, những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Thứ hai là về bố cục của văn bản. Chuyện có thể chia làm 3 phần. Phần 1, từ đầu cho đến như trong câu chuyện cổ đầy quái đản, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất. Nội dung của phần này nói về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Phần 2, tiếp theo cho đến ông lão lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá. Nội dung phần này là câu chuyện của người đàn bà hàng chài ở tòa án huyện. Phần 3 là phần còn lại của văn bản, nói về tấm ảnh được chọn trong bộ lịch năm ấy. Trong tiết 1 ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em đọc hiểu phần 1 của văn bản. Chúng ta sang phần 2, đọc hiểu văn bản. Một nhỏ, hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng. Chuyện được kể ở ngôi thứ nhất, người kể chuyện là Phùng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, xưng tôi, kể về công việc chụp ảnh đầy công phu của mình và kể về những gì mình đã chứng kiến tại vùng biển vắng cũng như tại tòa án huyện. Theo yêu cầu của vị trưởng phòng lắm sáng kiến, Phùng đi chụp ảnh, một bức ảnh với chủ đề thuyền và biển và phải có xương. Phùng đã đến một vùng biển vắng miền Trung, nơi từng là chiến trường cũ của Anh thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tại đây, sau nhiều ngày suy nghĩ, tìm kiếm, vào một buổi bình minh, Phùng đã phát hiện ra một cảnh đẹp mà Phùng thấy đó là một cảnh đất trời cho. Cảnh gồm có một con thuyền lưới vó đang tiến vào bờ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa, có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn, trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên mui khum khum đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy được nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con rơi. Toàn bộ cảnh đó, từ đường nét đến ánh sáng, không hề sắp đặt nhưng mang một vẻ đẹp thật hài hòa, một vẻ đẹp đơn giản và toàn bích. Nó đẹp như một bức tranh của một danh họa thời cổ. Nó là một cảnh đất trời cho mà có lẽ phải may mắn lắm người nghệ sĩ mới có thể bắt gặp. Và Phùng vội đưa máy lên, bấm liên thanh một hồi, hết 1/4 cuốn phim.
Đối diện với khung cảnh đó, nghệ sĩ Phùng có cảm xúc như thế nào? Có thể nói, khung cảnh đó đã làm dấy lên trong Phùng nhiều những cảm xúc thầm nghĩ. Anh thấy bối rối, thấy trái tim như có cái gì bóp thắt lại. Lần đầu anh cảm nhận được bản thân cái đẹp chính là đạo đức. Cũng trong khoảnh khắc đó, anh còn cảm thấy chân lý của sự toàn thiện, thấy tâm hồn mình trở lên trong ngần, hạnh phúc tràn ngập do cái đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh đem lại. Có thể nói, đây là những cảm xúc rất đẹp, những cảm xúc rất nghệ sĩ của một người nghệ sĩ khi đối diện với cái đẹp. Người nghệ sĩ thường coi trọng, đề cao cái đẹp. Nhà văn Nga Potofsky từng nói, niềm vui của nhà văn chân chính là niềm vui của người dẫn đường đến xứ sở của cái đẹp. Nhà văn Hộ trong tác phẩm Đời Thừa của Nam Cao cũng từng tâm sự với vợ rằng, khi đọc được một đoạn văn hay, anh cảm thấy sướng lắm, ăn một miếng ngon đến mấy cũng không sướng bằng. Đối diện, cảm nhận được cái đẹp, bao giờ người nghệ sĩ cũng cảm thấy rất hạnh phúc, thấy rất rung động. Có người từng khẳng định rằng, nhà văn phải là nhà giải phẫu tâm hồn. Quả thật đúng như vậy. Nguyễn Minh Châu đã làm một phép phẫu thuật tâm hồn tinh vi, tài năng khi đã diễn tả được thật hay, thật chân thực, những rung động tinh tế trong tâm hồn nghệ sĩ nhiếp ảnh khi anh đối diện với cái đẹp tuyệt đỉnh. Đang ngất ngây trong bao cảm xúc đẹp do ngoại cảnh đem lại thì con thuyền từ từ tiến vào bờ. Ở cự ly gần, khi vén màn sương ra, Phùng thấy một cảnh bạo lực gia đình đầy hãi hùng. Đó là phát hiện thứ hai của Phùng. Khi con thuyền vào bờ, một người đàn ông và một người đàn bà rời thuyền. Người đàn bà chạc ngoài 40, thân hình cao lớn, thô kệch, khuôn mặt rỗ, mệt mỏi, tái ngắt, buồn ngủ. Tấm lưng áo bạc phếch, rách dưới. Người đàn ông có tấm lưng rộng và cong như lưng một chiếc thuyền. Mái tóc tổ quạ, hàng lông mày cháy nắng. Lão đi chân chữ bát, bước từng bước chắc chắn. Khi đến bên một chiếc ghe giả phá mìn, lão đàn ông lập tức trở lên hùng hổ, mặt đỏ gay, rồi dùng chiếc thắt lưng quật tới tấp vào lưng người đàn bà. Lão vừa đánh, vừa thở hồng hộc, vừa nghiến răng ken két và nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Người đàn bà thì cam chịu đầy nhẫn nhục, không kêu, không chống trả, không chạy trốn. Rồi thằng con của họ từ đâu đó lao tới, nhanh, mạnh và lạnh lùng như một viên đạn. Nó giằng được chiếc thắt lưng từ tay bố nó, rồi dướn thẳng người, vung chiếc khóa sắt quật vào khuôn ngực trần của bố nó. Bố nó giằng lại chiếc thắt lưng nhưng chẳng được, liền giang thẳng cánh, tát cho thằng nhỏ hai cái, làm nó lảo đảo ngã dúi xuống cát. Sau đó, lão bỏ đi về thuyền. Người đàn bà lúc này mới bật khóc, miệng mếu máo gọi, Phác, con ơi! Chị ngồi sẹp xuống trước mặt thằng bé, ôm chầm lấy nó, rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy vái để, rồi lại ôm chầm lấy. Thằng nhỏ lặng lẽ đưa mấy ngón tay khẽ sờ lên khuôn mặt người mẹ, như muốn lau đi những dòng nước mắt chứa đầy trong những nốt rỗ chẳng chịt. Thế rồi bất ngờ, người đàn bà buông đứa trẻ ra, đuổi theo lão đàn ông, cả hai người lại trở về thuyền. Chỉ một khoảnh khắc sau, chiếc thuyền lưới vó đã biến mất trên biển sớm mờ sương. Chứng kiến cảnh tượng đó, nghệ sĩ Phùng có cảm xúc, thái độ như thế nào? Trước cảnh tượng đó, Phùng vô cùng sững sờ, kinh ngạc. Anh kinh ngạc đến mức trong mấy phút đầu cứ đứng há mồm ra mà nhìn. Sau đó mới vội vàng vứt máy ảnh xuống đất, chạy nhào tới. Hẳn ở đây có bạn sẽ thắc mắc, cảnh bạo lực gia đình có lạ gì đâu mà phải kinh ngạc đến vậy? Đúng, cảnh bạo lực gia đình không phải là cảnh quá hiếm thấy. Hơn nữa, Phùng lại là một người nghệ sĩ, đi nhiều, từng trải. Đây chắc chắn không phải là lần đầu Phùng nhìn thấy cảnh bạo lực gia đình. Vậy tại sao Phùng lại kinh ngạc đến thế? Phùng quá kinh ngạc bởi gần như chỉ trong một khoảnh khắc, Phùng phát hiện hai cảnh tượng quá đối lập nhau. Chỉ vài phút trước, con thuyền đó, những con người đó góp phần làm nên một cảnh tượng đẹp hài hòa, tuyệt bích. Chỉ vài phút trước, Phùng vừa thấy cái đẹp, cái thiện, đạo đức, thì giờ đây cũng vẫn con thuyền đó, những con người đó,
nhưng ở cự ly gần, và khi họ không còn ngồi im phăng phắc như tượng nữa mà họ cử động để trở thành những con người bằng xương, bằng thịt, thì chẳng còn gì là cái đẹp, chẳng còn cái thiện, cũng chẳng còn đạo đức. Phùng kinh ngạc còn bởi vì sự cam chịu đầy nhẫn nhục đến kỳ lạ, đến không thể nào hiểu nổi của người đàn bà. Phùng kinh ngạc còn bởi vì hành động độc ác của các nhân vật, sự tàn ác trong hành động của các nhân vật. Làm sao mà người chồng to, khỏe, to như lưng một chiếc thuyền, người có thể chèo chống cả con thuyền lúc phong ba, lại có thể đánh vợ đến thở hồng hộc? Làm sao mà người con lại có thể dướn thẳng người, vung dây lưng quật bố mà không một chút run tay? Làm sao mà người bố lại có thể giang thẳng cánh tát con mạnh đến độ khiến nó lảo đảo ngã dúi xuống cát mà không một chút xót xa? Sự kinh ngạc khiến Phùng mặc dù đang trực tiếp nhìn thấy cảnh bạo lực đó mà có cảm giác ngỡ như trong một câu chuyện cổ. Nhưng tiếc thay, đó không phải là một câu chuyện cổ. Đó là sự thực ở đời. Mặc dù chiếc thuyền đã biến mất, nhưng bằng chứng của vụ bạo lực đó vẫn còn nằm trong tay thằng bé. Chiếc dây lưng vẫn còn nằm trong tay thằng bé khi nó đứng trơ giữa bãi cát nhìn theo con thuyền. Đó là phát hiện thứ hai của Phùng. Vậy, qua hai phát hiện trên, điều mà nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn giải tỏ là gì? Có thể thấy, qua việc miêu tả những cảm xúc của nhân vật Phùng khi đối diện với cảnh đất trời cho trong phát hiện thứ nhất, Nguyễn Minh Châu muốn khẳng định, nghệ thuật chân chính phải lay động lòng người, phải khiến con người có cảm xúc, rung động, phải hướng con người đến cái đẹp, cái thiện. Ở đây, chúng ta cũng thấy có sự bắt gặp trong quan niệm về nghệ thuật của những nhà văn lớn. Nhà văn Nam Cao trong Chuyện ngắn đời thừa đã khẳng định quan điểm của mình về một tác phẩm nghệ thuật thật giá trị. Theo ông, đó phải là một tác phẩm chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Còn nhà văn Thạch Lam trong Lời tựa gió đầu mùa cũng từng khẳng định: đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người được trong sạch và phong phú hơn. Chiếc thuyền ngoài xa đã mang lại một vẻ đẹp hoàn mỹ cho một tấm ảnh. Còn chiếc thuyền khi đến gần lại vỡ ra một hiện thực nghiệt ngã đến xót xa của số phận con người. Qua hình tượng ẩn dụ này, nhà văn như muốn khẳng định rằng cuộc đời vốn dĩ là nơi sản sinh ra cái đẹp của nghệ thuật, nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng là nghệ thuật, và rằng con người ta cần có một khoảng cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nghệ thuật. Nhưng nếu muốn khám phá những bí ẩn bên trong thân phận con người và cuộc đời, thì phải tiếp cận cuộc đời, đi vào bên trong cuộc đời và sống cùng cuộc đời. Đó là thông điệp thứ nhất, thông điệp về nghệ thuật của nhà văn. Cũng qua hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, người đọc còn nhận thấy thông điệp thứ hai của nhà văn. Cũng vẫn là con thuyền đó và những con người đó, nhưng khi nhìn xa, nó là cái đẹp, là nghệ thuật, là cái thiện, là đạo đức. Còn khi nhìn gần, nó là hiện thực, là cái xấu, cái ác, cái phi nhân tính. Màn sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng khi Phùng chụp ảnh, chẳng khác nào là một lớp men tráng. Lột bỏ nó ra, người ta sẽ thấy những xù xì, thô tháp. Qua đó, nhà văn chỉ ra rằng cuộc đời không đơn giản xuôi chiều mà chứa đựng nhiều nghịch lý, mâu thuẫn. Vì vậy, chúng ta không thể đơn giản sơ lược khi nhìn nhận con người và cuộc sống. Không thể đánh giá con người và cuộc sống ở dáng vẻ bề ngoài, mà cần phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều. Phải đi sâu tìm hiểu, phát hiện bản chất bên trong. Nhìn thấy người chồng vũ phu đánh vợ, đừng vội kết luận là hoàn toàn thú tính. Nhìn thấy người đàn bà cam chịu nhẫn nhục trước những trận đòn roi của chồng, đừng vội phê phán là nhu nhược. Biết đâu, trong cái giọng rên rỉ đau đớn khi đánh vợ của lão chồng vũ phu, trong cái dáng đi về thuyền sau khi đánh vợ mà Phùng thấy tảng lưng khum khum của lão nom có vẻ thấp hơn, có những ẩn ức, có những nỗi khổ riêng không thể nói thành lời.
Biết đâu, trong cái lặng im ngồi cho chồng đánh, trong cái chắp tay vái con lia lịa của người đàn bà, có những lời câm muốn nói, có những ẩn ức riêng không thể giải bày. Chúng ta đừng vội kết luận, chúng ta đừng đơn giản sơ lược trong cách nhìn. Chúng ta phải phát hiện ra bản chất thật sau vẻ ngoài của hiện tượng. Và những nỗi niềm sâu kín của những nhân vật này sẽ được nhà văn giải tỏ khi người đàn bà đến tòa kể về cuộc sống của mình và gia đình mình cho Phùng và bạn của Phùng nghe. Đó cũng sẽ là nội dung của những tiết học sau các em sẽ tiếp tục tìm hiểu. Tóm lại, ở tiết học thứ nhất về nội dung, kể về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng, thực chất Nguyễn Minh Châu muốn đưa đến hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất là thông điệp về nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính phải lay động lòng người, phải hướng con người đến cái đẹp, cái thiện, phải bắt nguồn từ cuộc đời, vì cuộc đời. Thông điệp thứ hai là thông điệp về cuộc đời và cách nhìn. Cuộc đời chứa đựng nhiều nghịch lý, mâu thuẫn, không thể đánh giá con người, cuộc sống ở dáng vẻ bề ngoài, mà phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều, phải phát hiện ra bản chất thật sau vẻ ngoài của hiện tượng. Và để thể hiện những nội dung đó, nhà văn đã sáng tạo ra tình huống chuyện độc đáo, có ý nghĩa khám phá, phát hiện, chọn ngôi kể, điểm nhìn thích hợp, góp phần làm tăng tính chân thật cho câu chuyện. Ngôn ngữ sinh động, giản dị, dư ba, góp phần tạo nên cảm xúc, chất thơ cho câu chuyện. Đó là nội dung kiến thức của tiết học. Để củng cố những kiến thức đã học, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Chúng ta có hai dạng bài tập. Dạng bài tập thứ nhất là dạng bài tập trắc nghiệm với 5 câu hỏi. Câu 1. Nhận xét nào sau đây đúng về Nguyễn Minh Châu? A. Ông là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. B. Ông là nhà văn luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hình, sinh động của người từng trải. C. Ông có những trang viết đặc sắc về phong tục đời sống làng quê. D. Ông là một trong số những nhà văn chuyên đi tìm cái đẹp trong quá khứ. Ở câu hỏi này, các em sẽ chọn phương án nào? Đáp án của câu hỏi này là phương án A. Câu 2. Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20, Nguyễn Minh Châu sáng tác với cảm hứng. A. Sử thi trữ tình lãng mạn. B. Thế sự đạo đức triết lý nhân sinh. C. Sử thi trữ tình chính trị. D. Thế sự trữ tình chính luận. Và đáp án của câu hỏi này là phương án B. Câu 3. Dòng nào diễn tả không chính xác về cảm xúc của nghệ sĩ Phùng khi phát hiện ra cảnh chiếc thuyền ngoài xa trong biển sớm mờ sương đẹp toàn bích? Ở câu hỏi này, các em chú ý từ không. A. Bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào. B. Lần đầu phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức, thấy chân lý của sự toàn thiện. C. Thấy khoảnh khắc tâm hồn trong ngần, hạnh phúc tràn ngập. D. Thấy kinh ngạc, sững sờ đến mức trong mấy phút đầu cứ há mồm ra nhìn. Và có lẽ các em cũng dễ dàng nhận ra đáp án của câu hỏi này là phương án D. Câu 4. Lần đầu chứng kiến cảnh bạo lực trong gia đình hàng chài, nghệ sĩ Phùng có thái độ và hành động như thế nào? A. Kinh ngạc, vứt máy ảnh xuống đất, chạy nhào tới. B. Cảm thấy ngột ngạt như bị hút hết không khí, vén lá màn bước ra. C. Bất bình, xông ra, buộc lão đàn ông chấm dứt hành động độc ác. D. Cảm thấy bối rối, rồi đưa máy ảnh lên bấm liên thanh một hồi, hết 1/4 cuốn phim. Đáp án của câu hỏi này sẽ là phương án A. Câu 5. Phương án nào không phải là thông điệp của Nguyễn Minh Châu qua hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng? Các em cũng chú ý từ không. A. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều nghịch lý, mâu thuẫn. B. Cần phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều để phát hiện ra bản chất thật sau vẻ ngoài của hiện tượng. C. Người nghệ sĩ nên tìm cái đẹp ở thiên nhiên, không nên tìm cái đẹp ở hiện thực cuộc sống con người. D. Nghệ thuật chân chính phải lay động lòng người, phải bắt nguồn từ cuộc đời, vì cuộc đời. Và đáp án của câu hỏi số 5 này là phương án C. Sau khi củng cố kiến thức với 5 câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta sẽ sang dạng thứ 2 là dạng bài tập tự luận. Câu hỏi như sau. Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã gửi gắm thông điệp.
cần phải có cái nhìn đa diện, nhiều chiều về con người và cuộc sống. Hãy viết một bài văn khoảng 400 chữ, trình bày suy nghĩ của em về thông điệp trên. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập tự luận này. Để làm tốt bài tập này, các em cần: thứ nhất là đảm bảo các yêu cầu về dung lượng, về cấu trúc của bài văn nghị luận. Nghĩa là bài viết có độ dài khoảng 400 chữ, không nên thừa hay thiếu quá nhiều. Bài viết có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề. Thứ hai là đảm bảo các quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu. Thứ ba là triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng. Trong phần thân bài, các em có thể trình bày theo các ý như sau. 1. Giải thích. Chúng ta cần giải thích cái nhìn đa diện nhiều chiều nghĩa là gì? Có thể hiểu, cái nhìn đa diện nhiều chiều là cái nhìn có tính chất nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Thứ hai là phân tích lý giải. Tập trung đi vào phân tích lý giải ở hai khía cạnh. 1. Tại sao cần phải có cái nhìn đa diện nhiều chiều về con người và đời sống? Và chúng ta có thể hiểu là bởi vì con người và đời sống không đơn giản, xuôi chiều. Con người có nhiều mối quan hệ. Cuộc đời thì luôn tồn tại những mâu thuẫn, những nghịch lý. Bởi cuộc đời thì đa sự, mà con người thì đa đoan. Thứ hai là cái nhìn đa diện nhiều chiều về con người và cuộc sống sẽ đem lại lợi ích gì? Chúng ta có thể thấy, có cái nhìn đa diện nhiều chiều, con người mới phát hiện ra bản chất thật sau vẻ ngoài của hiện tượng. Từ đó mới có những nhận xét, những kết luận, những quyết định, những hành động, những ứng xử đúng đắn, phù hợp. Sau khi phân tích lý giải, chúng ta sẽ chuyển sang phần bình luận. Có thể thấy đây là một quan điểm đúng đắn, có ý nghĩa sâu sắc. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể có được cái nhìn đa diện nhiều chiều trong cuộc sống? Để có được cái nhìn đa diện nhiều chiều, đòi hỏi chúng ta phải có sự đồng cảm, sẻ chia với con người và phải có thông tin đa chiều, có đầy đủ thông tin. Trên đây là dàn bài của bài tập tự luận. Bài làm hoàn chỉnh, các em sẽ tự hoàn thiện. Các em học sinh yêu quý, một tiết học trôi qua thật nhanh. Cô hy vọng các em đã thu nhận được những kiến thức bổ ích. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong chương trình này.